các bạn ạ. Đấy, mưa gió thì các bạn mới thấm được là nếu mà có tiền mà không mua ô tô thì hơi phí. Đó, trời mưa trời gió như thế này mà có cái ô tô đi đưa đón con đi học hay đi làm thì nó đỡ ngại hơn là rất là nhiều. Đấy là Tuấn Anh đang nói về những quý khách nào mà đang có nhu cầu mà muốn mua một chiếc xe mà đang có dự định rồi mà chưa mua thì tốt nhất là các bạn mua ngay bây giờ đi. Và ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em về chiếc xe này. Một chiếc xe mà mua thì dễ mà bán thì khó. Không hiểu tại sao tại thị trường ô tô Việt Nam những cái dòng như Innova như thế này hiện tại thì đang không được ưa chuộng lắm. Đó, hay là tùy từng thời điểm dịch giặc. Đó, theo Tuấn Anh nghĩ thì đó là một cái thời điểm đang rất là dịch như này. Vì dòng Innova thì mua về hầu hết như chạy dịch vụ hay chạy khách, đi lễ chùa hay là chở khách, chở gia đình đi lễ chùa gì đó. Nhưng mà đang thời kỳ dịch bệnh như thế này thì là lượng khách không có hay gia đình không đi đâu được. Thì đây là lần các bạn cũng đang cân đo đong đếm để mua chiếc xe như thế này, đúng không các bạn? Chứ còn đâu, thực ra thì để mà nói dòng Innova như thế này không bao giờ là hết hot tại thị trường Việt Nam. Tuấn Anh khẳng định với các bạn, không bao giờ là hết hot tại thị trường Việt Nam. Hơn nữa thì Innova thì là một trong dòng xe quá là bền, quá là lành, quá tiết kiệm, quá rộng rãi và quá chất lượng. Được trang bị một khối động cơ rất đồ sộ 2.0. 2.0 thì các bạn biết là ăn tầm bao nhiêu nhiên liệu? Cho Tuấn Anh cứ thử đoán là rơi vào tầm chuẩn là nó phải tầm 10 lít trên 100 km. 10 lít, vâng, các bạn chê nhiều. Nhưng mà các bạn phải nghĩ lại xem một chiếc xe với một cái xác to như thế này. Đó, to như thế này. Và với tải là 8 người thì các bạn có thể là sử dụng động cơ 1.5 được không? Nó có yếu hay là nó đủ mạnh không? Đó, nhưng mà phải chơi động cơ 2.0. Innova không có chiếc xe nào động cơ dưới 2.0, mà cũng không có chiếc xe nào động cơ trên 2.0, chỉ có 2.0 thôi. Đó, từ bản G, bản E cho đến bản V hay đến bản G, tất cả đều là 2.0. Và khối tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào tầm loanh quanh gì đó 10 lít. Ở cái thời điểm dịch dạc như này, đó, Innova là một chiếc xe rất dễ mua nhưng mà lại rất khó bán. Và với chiếc xe này thì bên em đã mua thì rất dễ nhưng mà lại bán thì đang rất là khó. Và bây giờ đang giảm giá kịch sàn cho anh em. Một chiếc Innova 2012, đó, được trang bị động cơ 2.0 tên tư nhân biển Hà Nội, mà giá tiền chỉ có 259 triệu đồng thôi. Trước đây bán 282 triệu đồng. Và các bạn thấy em giảm giá cái ông trời đổ mưa luôn. Mưa luôn và em quay giữa trời mưa để cho các bác biết là á chà, ông trời thương em lắm đây. Đúng không các bạn? Một chiếc Innova chỉ có 258 triệu đồng. Đời 2012, số sàn 2.0. Được trang bị 3 dàn điều hòa, 4 bánh Naranduc, gương kính chỉnh điện, vô lăng rất là đẹp cho anh em. Nội thất thì rất là ok. Đó, nội thất màu kem rất là đẹp. Trần nỉ nguyên bản 3 dàn điều hòa. Tại sao Tuấn Anh không đứng ở chỗ mát quay? Tại sao Tuấn Anh không đứng ở một cái chỗ nào đó không có mưa? Ví dụ như trong nán này. Để quay mà Tuấn Anh phải đứng đây. Quay đây thì các bạn mới thương Tuấn Anh, các bạn mới mua chứ, đúng không? À, các bạn thương Tuấn Anh thì các bạn mới mua chứ, còn đâu nếu mà các bạn không thương Tuấn Anh thì các bạn không mua được đâu ạ. Đó. Đẹp luôn, cam kết cho anh em xe không có đâm đụng tai nạn. Đó, không có ngập nước. Đó, có đâu va quẹt xước sát thì sơn thì không tránh được, dòng này không tránh được. Đó, và cam kết cho anh em là xe có dịch vụ. Đấy. Bình thường thì anh em là cam kết là xe không dịch vụ, đúng không? Nhưng mà Tuấn Anh lại cam kết cho anh em có dịch vụ luôn. Rất là đẹp cho anh em. Đó, một cái xe mà khá là chất lượng cho anh em, chỉ với 258 triệu. 258 triệu quý vị các bạn đã sở hữu về chiếc Innova 2012 này. Một cái giá khá là hời, một cái giá khá cắt lỗ cho anh em. Vậy tại sao anh em không với đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng? Đến với em các bạn sẽ mua được chiếc xe rẻ. Đến với em các bạn sẽ mua được những chiếc xe chiên khách hàng. Đó. Rất là đẹp. Đó, các bạn thấy đây. Quá là ok cho anh em. Táp lô táp ly thì nói chung là khá là đẹp rồi. Điều hòa thì mát rượi. Anh em nào mua nhá, mình nắp cho một cái màn hình tàu. Đấy. Màn hình Android thì không có đâu các bạn ạ. Đó, màn hình Android thực sự là ngấm vào máu rồi là không là lỗ đấy. Lỗ bây giờ đã lỗ rồi thì không sao được rồi. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2022. Trời thì rất là mưa, đèn đóm thì anh em thấy đây. Trang bị đèn halogen. Với tất cả những cái dòng Innova bản đủ hay bản thiếu thì nó không có bi gầm. Nhưng mà với chiếc xe này đã lưng lên đèn gầm và máy em vẫn đang để lỗ các bác nhé. Máy vẫn đang để lỗ luôn, lỗ rất êm luôn, đẳng cấp luôn. Lỗ rất là êm. Đó, rất là đẹp, chất lượng cho mọi người. Đó, chỉ với bao nhiêu? 258 triệu đồng thôi. Mọi người, các bạn, quý vị, anh chị em đã sở hữu được một chiếc xe như thế này thì quá là ok cho mọi người.
quá là ok cho mọi người rồi. Đó, tất cả này, máy vẫn đang đỏ, các bác có nghe tiếng máy không? Hay là nghe tiếng sấm? La răng, rất là đẹp. Quá ok cho mọi người luôn. Một chiếc xe quá đẳng cấp. Một chiếc xe doanh nhân. Đó, một chiếc xe mua thì dễ mà bán thì khó. Chạy 12 vạn. Đó, chắc là phải tầm ngược lại rồi. 12 thì phải tầm hai mấy vạn rồi. Chứ làm sao có chuyện 12 vạn đúng không các bác? Tuấn Anh nói luôn, xe mà đã cam kết 100% dịch vụ thì làm sao mà có chuyện 12 vạn. Đó, rất là đầy đủ luôn. Kính kiếc nói chung là lên xuống rất ổn định luôn. Đó, mưa thôi không hạ kính nữa nhá. Ui dồi ôi, quả trần này. Các bạn nhìn thấy quả trần này. Sao lại lo dịch vụ ra mà nó có quả trần đẹp như thế này nhỉ? Chứng tỏ là dịch vụ ông này là lười chạy, ít chạy. Và hoặc là ông này cũng rất là cẩn thận. Đó. Rất là hay nhá anh em nhá. Rất là ok. Gạt mưa phun nước, trời mưa phun nước phun phè phè. Trời nắng thì phun lên cũng phù phù. Đó, rất là ok. Đúng không ạ? Rất là ok. Con này thì đầu của nó vẫn là đầu Toyota, nhưng mà anh em là muốn lắp màn hình thì thôi, lắp cái màn hình cam lùi trên gương này thôi. Chứ còn đâu đầu của nó đầu Toyota đẹp hẳn, mới cứng cọn này bạn này. Đó, từ những chi tiết hãng mới cứng như thế này các bác cứ để nguyên thôi. USB này, cổng sạc UX này. Đó, cốp kiếc rất là nhiều luôn. Đó, rất là đẹp từ những cái phần táp lô táp ly này. 2012 mà giá chỉ có 258 triệu vậy các bạn không mua xe này thì mua xe gì đúng không ạ? Không mua xe này thì mua xe gì? Đó. Hôm này còn độ cả cái gì đây? Cả đuôi Cancho mới cả đuôi Cancho tiếp gì đây nữa. Dạ. Quá là ok. Còi rất là to luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Nghe điện thoại thì các bác nhá. Alo ạ. Được anh ạ. Vâng, anh kết bạn Zalo số này cho em ạ nhé. À, rất là chất lượng, không biết ông nào đi taxi này kìa. Vừa rồi, ai dạ. À, rất là đẹp luôn. Giờ tối nay sẽ mở phần khoang máy lên để cho anh em xem máy nó như thế nào các bác nhé. Vâng. Quay giữa trời mưa mà ông trời có thương em thì dẫn khách đến cho em luôn các bác nhé. Đẹp luôn, chi tiết luôn, chất lượng luôn. Không phải là chỗ mát. Đây, máy của nó 2.0 mà các bác thấy lổ êm thì thít luôn. Đó, máy lổ quá êm, quan trọng nhất là cái máy này. Đó, dòng Innova mà cái máy như này quá êm luôn, khô ráo sạch sẽ luôn các bác này. Khô ráo sạch sẽ luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Lại khách gọi rồi, khách gọi, khách. Em nghe đi ạ. Bác ở đâu ạ? Vâng, số này số Zalo của bác ạ, hay là số nào? Vâng, đây để em kết bạn cho. Đấy các bác thấy đây. Các bác cứ alo cho em, gửi kết bạn Zalo với em thì em sẽ gửi cho các bạn về những cái mà là đăng ký đăng kiểm hình ảnh video clip bác anh nhìn đây. Bên trong nó đẹp này. Cái máy lổ khá êm luôn nhá. Nói bé luôn. Các bác nhá, em cam kết cho bác máy lổ khá êm luôn. Chất lượng luôn. Chi tiết và sáng quắc luôn. Rồi. Đọc có 258 củ khoai, 259 củ luôn. Vâng. Vừa rồi thì em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đã giới thiệu. Ô, cửa này ai mở nhỉ? Hay mình mở mình quên. Vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng quay giữa trời mưa cho các bạn một chiếc xe Toyota Innova 2012 giá sập sàn 2.0 chỉ có 259 triệu đồng thôi. Quý vị anh chị các bạn nào quan tâm về dòng xe này hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Một chiếc xe thì mua thì dễ, bán thì khó, nhưng mà gặp khách thì quá là ok luôn các bạn nhé. Một chiếc xe quá là chất lượng cho mọi người. Ok anh em, ok quý khách, ok các bạn. Vâng, các bạn hãy alo trực tiếp cho em đi ạ.